Chào anh Cao Quốc Cường, chào chào bạn Giang Giang, chào bạn Hậu A nhé, chào bạn Mạnh Nguyễn, chào bạn mỗi ngày giải trí, chào bạn Nguyễn Phúc, chào bạn Như Nguyễn, chào bạn NKT, chào tất cả các anh chị nhá. Chào bạn Hoàng. Dạ. Hôm nay mình có đăng cái câu hỏi về cái đầu tư vàng ấy. Vâng. Bạn tư vấn giúp mình xem là đầu tư vàng thì mua loại nào? Mình thấy bây giờ SJC giá rất là cao so với những cái vàng khác, thì không biết là mua SJC hay mua vàng, hay là mua vàng dòng thăng long, hay là mua loại nào? Vâng. Lại mua ở đâu, cái hình thức mình mua thế nào, với lại mình nên là cấp chứng như thế nào thì bạn tư vấn giúp ấy. Dạ vâng ạ. Thì em cảm ơn chị đã có câu hỏi đấy, làm em cũng thực ra là em cũng định chia sẻ lâu lắm rồi, nhưng mà vì là trong nhóm thì mọi người toàn người mới đang đầu tư tích lũy tài sản tài chính ấy, thế nên em cũng chưa tiện nói, với cả mấy hôm trước nó cứ đang nóng quá, mình chia sẻ vào nhiều quá thì mọi người lại có khi là mọi người lại kích thích mọi người mua. Nên bây giờ nó bình ổn rồi thì buổi hôm nay Hòa sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm, em sẽ chia sẻ kinh nghiệm của em trong hơn 2 năm qua thì mình làm như nào. Thì hôm nay Hòa sẽ chia sẻ với các bác với cả các anh chị về cái đầu tư vàng. Thì đầu tư vàng ấy, nó cũng là một trong những cái kênh đầu tư để mà giúp mà chúng ta kiếm lợi nhuận. Thì bây giờ là khi mà mọi người đang tích lũy các cái tài sản là cổ phiếu rồi này, trái phiếu rồi này, rồi quỹ rồi này, đấy, thì mọi người cũng nên phân bổ ra một cái tài sản vàng, gọi là một cái tài sản phòng vệ cho mình. Thế thì cái vàng ấy, nó tức là sau một thời gian mà đầu tư ấy, thì Hòa thấy là bây giờ mình xét cái lợi ích của nó ấy. Cái lợi ích của cái vàng ấy thì trước hết thì cái ý định mà trước khi Hòa mua ấy thì chủ yếu là dùng để phòng vệ, tức là tạo thanh khoản cho mình, luôn tạo thanh khoản tiền cho mình ấy. Tức là mình cần tiền thì mình có thể là mình bán đi, mình rút về, mình dùng có thể là những cái nhu cầu trong cuộc sống, chi tiêu các thứ, hoặc là gì, hoặc là mình có thể chuyển đổi cái tỷ trọng tài sản sang một kênh đầu tư khác thì nó rất nhanh. Đấy, nó sẽ đảm bảo cái đầu tiên. Yếu tố thứ hai ấy, là nó đem lại cái lợi nhuận, nó sẽ khoảng độ từ 10 đến 12%. Nếu mà trong vòng 2-3 năm gần đây thì nó sẽ đến khoảng độ 20%, 20-30%. Nhưng mà tính khoảng 5 năm đấy, thì nó sẽ chỉ khoảng độ khoảng hơn 10% thôi, một chút thôi. Cái vàng ấy nó chỉ mang tính chất là phòng vệ là chính thôi. Chứ còn về lợi nhuận ấy, thì nó nếu mà tính bình quân ra kể cả với tiết kiệm thì nó không cao hơn nhiều. Chắc là chỉ được 1-2%, nếu mà tính bình quân ấy. Vì tiết kiệm là cách đây mấy năm trước nó cũng 8-9% mà, đúng không anh chị? Đấy, khoảng 8-9%. Thế là nó cũng không cao hơn nhiều. Cái chủ yếu là yếu tố về phòng vệ. Và những cái lúc mà khủng hoảng này, hay những lúc mà thị trường về tài chính nó đang, thì vàng lại tắt. Thị trường tài chính, thị trường bất động sản, đặc biệt là khi lạm phát cao này, lạm phát cao, lạm phát phi mã là vàng tăng này. Mà giữ giá đồng tiền này. Thứ hai là khủng hoảng, đúng không? Chính trị thì vàng nó cũng sẽ tăng. Thì những cái lúc đấy thì thị trường chứng khoán nó lại đang, và thị trường bất động sản thì nó cũng có thể đang, thì vàng nó lại tăng, thì nó sẽ giữ được cái cấu trúc tài sản của mình ấy. Nó giữ được cấu trúc tài sản của mình nó vững. Thế giả sử mình cần tiền thì mình có thể rút được ra, mình ít nhất là gì, mình phục vụ cho các nhu cầu của cuộc sống nữa ạ. Và chưa nói đến cái việc là đầu tư cái gì, nhu cầu cuộc sống đó. Lúc đấy mà đi bán cổ phiếu với cả đi bán bất động sản thì chết, đúng không ạ? Bất động sản thì càng khó bán, đi bán cổ phiếu thì nó lại mất giá 30-40% chẳng hạn, thì dở lắm. Đợt vừa rồi đấy mọi người cũng thể thấy, đúng không, khi mà chiến tranh Ukraine cái là nhiều cổ phiếu nó giảm
20%. Đấy. Thì lúc đấy mà mình mà bán thì là mình mất hàng. Mình mất hàng ngay. Thế không thể làm gì được. Đó, thì mình nên 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 có một cái vàng đấy để mà thanh khoản cho bản thân mình. Đấy thì cái việc phân bổ tỷ trọng với qua một thời gian thì Hòa thấy là nó sẽ có những cái ý nghĩa như vậy. Còn bây giờ ấy thì đầu tư cái vàng này như thế nào? Thì ở đây này Hòa cũng đây là một cái gọi là một cái hợp đồng. Anh chị có thể thấy đây là một cái hợp đồng mua bán vàng ấy, của ngân hàng là Tiên Phong Bank. Đó thì đây ạ. Đấy. Thì trước đây thì Hòa mua từ cái hồi năm 2020 ấy. Thì mua với mục tiêu là tích lũy thôi, chứ không nhằm mục tiêu là chết đinh, là chỉ nhằm mục tiêu tích lũy. Không thể chết đinh được ở Việt Nam với cái vàng này được. Bởi vì sao? Bởi vì cái biên độ dao động của cái biên độ giá nó chênh nhau rất cao. Nó đây Hòa có thể mở cái bảng giá vàng cho mọi người xem nhé. Chênh nhau cao lắm. Là bèo nhất là cũng phải độ 800.000 rồi. Tức là mua cái là lỗ luôn 800.000 rồi. Có thời điểm nó lên đến 400 triệu. Chênh nhau đến 400 triệu. Đây ạ. Anh chị có thể thấy đúng không? Là mua vào là 67.300.000 và bán ra là 68.500.000, tức là chúng ta phải mua với giá 68.500.000, tức là chênh hao 1.200.000 rồi. Và mình mua là mình lỗ 1.200.000 rồi. Đấy là STC đó. Còn đối vàng Doji thì sao, đúng không? Ví dụ như Doji này thì ở đây ví dụ có một cái trang mình vào cái trang Doji là mua online đi chẳng hạn. Thì ở đây ví dụ như mấy cái vàng của họ ấy, ví dụ như là cái vàng Hưng Thịnh Vượng này chẳng hạn. Hưng Thịnh Vượng này giá mua là 5.610.000. Tức là họ bán cho mình là 5.610.000 và bây giờ mà bán đi thì chỉ có được là bao nhiêu? Đây ạ. Hoặc có sẵn mà là 5.490. Tức là nó cũng phải chênh nhau 1.200.000 rồi đúng không ạ? Đấy. Tức là có hai loại vàng đấy. Một loại vàng gọi là vàng SJC và cái loại thứ hai là vàng nhẫn của các công ty vàng họ làm ra để bán ấy. Thì nó chênh nhau khoảng như thế. Đây là cái lúc này là lúc mà cái biên độ dao động nó thấp. Chứ cách đây khoảng được một tuần thì mọi người cũng thể ý đúng không? Vàng lên 74, 75 đúng không? 75 đúng không? Lên kinh khủng như thế mà mua thì có 72. Họ mua vào ấy thì có 72 và bán ra 75 cơ. Nó rất là chênh như thế. Nếu mà mình mua lẻ thì bị rất là cao. Thế nên là nếu mà lướt sóng các thứ thì không được. Không thể lướt được. Mà chỉ có tích lũy thôi. Nên là kể bản thân Hòa mua về thì cũng chỉ chọn phương án là tích lũy. Mua để đấy đâu. Chứ không nhằm mục tiêu bán. Đấy, và chỉ có khi nào mà mình có cơ hội đầu tư tốt hơn hoặc là mình gặp các cái bất chắc gì trong cuộc sống mà cần dùng đến tiền thì lúc đấy là bắt đầu mới bán đấy. Mới bán ra. Đấy. Thực ra thì có một cái trường hợp này thì Hòa cũng thấy là tức là có một anh ở bên giám đốc công ty vàng, anh cũng chia sẻ thì một cách lướt sóng như này, nhưng mà nó sẽ dành cho người nhanh nhạy một chút. Tức là lúc thị trường lên cao thì mình sẽ bán vàng SJC, ví dụ nó là giá 75 ấy, thì mình sẽ bán vàng SJC ra và mình đi mua cái vàng nhẫn về. Đấy, khi mà SJC nó giảm xuống thì mình lại quay trở lại, mình bán cái vàng nhẫn đi và mình mua SJC. Đấy, thì bây giờ là cái SJC với cái vàng nhẫn ấy, nó cái biến động của nó khác nhau. Vàng nhẫn ấy thì nó sẽ biến động theo cái giá của thế giới, nó rất sát với cả cái giá vàng ở trên thế giới. Nhưng mà vàng SJC thì lại khác.
Vàng SJC thì nó lại không biến động theo giá thế giới, mà nó lại biến động một kiểu riêng của nó, một kiểu riêng của Việt Nam. Ở thế giới khi tăng 10% nhưng nó phải tăng đến 15-20%, đúng không ạ? Thế giới mà tăng được 10 mà nó phải tăng đến 15-20%. Đợt vừa rồi mọi người thấy đúng không ạ? Nó từ 60 hay 63 nhỉ, lên tận 75 đấy. Đấy, để tăng hơn 20%. Nó kinh như thế mà. Thì bây giờ là cái vấn đề ở đây là khi mà mọi người xác định được là phải phân bổ vào một cái tài sản là vàng rồi này. Đấy, và mục tiêu là mình tích lũy để mình giữ vào đấy rồi. Thì bây giờ là gì, mình chọn cái loại vàng nào? Đúng không? Như lúc nãy chị Thắm hỏi bây giờ chọn loại vàng nào để mà mình nắm giữ đây. Đó, thì mỗi một loại thì nó sẽ có những cái công dụng khác nhau và cái rủi ro khác nhau, cái tính năng khác nhau. Ở đây thì mình cái mục tiêu tích trữ này là đương nhiên rồi, đúng không anh chị? Đấy, mình đang nói mục tiêu tích trữ thì là đều cả hai đều tích trữ rồi. Nhưng mà bây giờ xét về mức độ mà thanh khoản ấy. Thanh khoản thì cái thằng vàng nhẫn ấy nó thanh khoản không cao bằng thằng SJC. Cái vàng nhẫn ấy là nó chỉ có bán cho các cái công ty mà bán cho mình thôi. Đúng không ạ? Ví dụ như là các bác là mua của bên Bảo Tín Minh Châu thì mình chỉ mang ra Bảo Tín Minh Châu bán thôi. Hoặc mình mua của Doji thì mình mang ra Doji bán thôi. Mình mua của SBG thì mình mang ra đây bán thôi. Mua của PNG thì mang ra PNG bán. Nếu mà bán lệch nhau cái là mất giá ngay. Đúng không? Nó sẽ không có bảng giá để mà mua, lúc mua lệch và thậm chí có khi họ chẳng mua. Thế thì nhưng mà cái ông SJC lại khác. SJC là thương hiệu vàng quốc gia. Nó là vàng chuẩn trung quốc gia. Đấy. Thì cái SJC đấy thì mình bán ở đâu cũng được. Mình mang ra Bảo Tín Minh Châu hay mình mang ra các ngân hàng mình đều bán được. Hay mình mang ra Doji, mình mang ra PNG cái thứ là mình đều bán được. Nó đều là chung của cái thương hiệu vàng quốc gia. Thì cái thanh khoản ấy thì SJC là nó hơn. Nếu mà mình nhìn vào cái thanh khoản SJC là nó hơn hẳn luôn rồi. Cái yếu tố đấy. Thứ hai nữa là cái bây giờ là mình xem xét về cái tốc độ tăng trưởng. Cái tốc độ tăng trưởng này. Thì thằng SJC nó tăng trưởng nhanh hơn, tăng trưởng tốt hơn thằng vàng nhẫn. Hiện tại thì hoàn toàn mua là SJC thôi. Thì Hòa thấy là nó tăng trưởng so với vàng nhẫn rất nhiều, cao hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nó khan hiếm. SJC là nó không sản xuất nên là tính khan hiếm của nó cao. Nên là nhiều khi là cái tính đầu cơ nó cũng sẽ cao. Thì vì là như thế nên là nó cũng có một cái nhược điểm ngược lại là gì? Là nó lên thì rất cao, rất nhanh. Nhưng mà nó down thì cũng chết thôi. Đấy. Tức là nó từ là 75 mà nó về 68. Tức là nó mất 7 triệu đồng trong vòng một tuần. Nếu mình mua một cây là mình mất 7 triệu. Nhưng mà cái thằng vàng thế giới kia kìa, vàng nhẫn kìa, thì nó chỉ mất có 1,5 triệu thôi, 2 triệu thôi. Tức là cái sự biến động là nó khác nhau rồi. Ông này mất 7 triệu nhưng ông chia chỉ giảm có 1,5 triệu, 2 triệu thôi. Lợi nhuận thì được cũng rất cao. Nhưng mà cái rủi ro đi kèm cũng rất là cao. Thế nên là trong cái lúc mà thị trường nóng quá thì anh chị mà lúc đấy anh chị muốn tích lũy vàng thì là mình sẽ phải là mình nên mua vàng nhẫn thôi. Đấy, trong cái thời điểm mà thị trường nó nóng quá mình mua vàng nhẫn thì cái rủi ro của mình nó thấp hơn anh chị ạ. Tức là mình muốn mua vàng để mình tích trữ thì mình mua vàng nhẫn để mình tránh cái rủi ro này. Đấy. Lần sau này thì khi mà SJC nó giảm xuống sâu rồi
nó giảm sâu xuống rồi thì mình có thể đổi sang thì nó sẽ đỡ hơn là mình mua SJC. Nếu mình mua 75 triệu là mình sẽ bị lỗ luôn. Còn bình thường ý thì là nếu mà khi mà giá nó đã về ở cái trạng thái là nó chững rồi, nó không mà biến động tăng nhiều mà cũng không giảm sâu ấy, thì lúc đấy mình cứ mua SJC. Giống như Hòa thì cứ mỗi một thời điểm mà có đủ tiền mua một cây ấy, thì Hòa lại phân bổ ra xong là đi mua một cây ấy thôi. Thì cứ ra điểm các điểm mua SJC. Đấy thì mua như thế nào? Thì thường ấy thì là Hòa không mang về nhà đâu. Để nhà thì để mấy cái vàng ngày xưa cưới ạ. Đấy với bố mẹ cho thứ thôi thì để ít thế thôi. Chứ còn không không dám mang cái vàng vỉ cái về đâu. Để ở nhà sợ lắm. Cứ mang cái gì tiền long về nhà là không dám mang nữa. Thế nên là Hòa gửi luôn ở cái chỗ mình mua. Thì hiện tại thì Hòa đang đang mua ở ngân hàng Tiên Phong Bank. Đấy, chính ở ngân hàng Tiên Phong Bank là chính. Thì mình cứ mua xong là gửi ở đấy luôn. Thì đi bất kỳ phòng giao dịch nào thì cũng có thể rút được. Cầm mỗi chứng minh thư thôi. Đấy, thích thì ký cái hợp đồng này. Đấy, ví dụ như này. Thì là mình muốn ăn chắc thì mình ký hợp đồng này, nó giống như cái sổ tiết kiệm này, mọi người thấy không? Đấy, hợp đồng giao dịch mua bán vàng. Cái cầm này về thôi. Còn không thì cũng chẳng cần mang cái hợp đồng này ra. Họ cũng mang cái chứng minh thư ra ấy, thì họ cũng tất toán cho mình, xong là mình rút tiền về. Nó cũng đơn giản lắm. Nó cũng không không khó đâu. Thì mất khoảng độ cứ chuyển tiền thì chuyển vào ngân hàng, xong lại cắt tiền từ ngân hàng để thanh toán vàng luôn. Đấy, bây giờ thì các ngân hàng họ bán nhiều mà. Anh chị có thể là mua qua nhiều ngân hàng. Tiên Phong Bank hay là MB Bank cũng bán này, hay là Sacombank cũng bán. Ngân hàng là thuận tiện thì anh chị mua. Cũng không nhất thiết là cứ phải qua Tiên Phong Bank. Các công ty vàng bạc thì họ cũng cũng bán. Thế nhưng mà các công ty vàng bạc ấy thì là mua ở đấy, mình gửi ở đấy. Nhưng mà cái dở là gì? Là cái lúc mình cần bán ấy, mình ra đấy bán thì nó được giá hơn. Đấy, nhưng mà cái tại vì là nó có niêm yết giá theo giá mua giá bán của nó. Tất nhiên là vàng SJC thì ở đâu nó cũng mua. Tức là nó cũng không biến động nhưng nó chỉ chênh nhau 50 trăm nghìn thôi. Hòa để ý rồi, các công ty vàng bạc thì cái giá SJC nó chỉ chênh nhau khoảng độ 50 đến đến 100 ngàn thôi. Tức là cái giá mua hay giá bán ấy, thì mình có chênh ấy thôi. Đấy, còn không thì mình cứ mang ra đấy. Nhưng mà mang ra cái chỗ mà mình không phải mình mua thì lúc đấy nó lại kiểm tra kiểm chiếc nó cũng mệt lắm. Đúng không? Hoặc là mình lại phải mất công mình đi ra, hoặc trừ khi ý, nhà anh chị gần đấy, nhà anh chị ngay đấy thì anh chị mua, anh chị mang đấy. Hòa nghĩ như này thêm một ý nữa này, tức là mình mua xong rồi ấy, thì bây giờ mình phải bán lại thì liệu họ có mua lại cho mình được không? Đúng không? Đấy, nếu mà cái vàng nhẫn ấy thì chỉ cái nơi nó mua mà lúc đấy nó không đủ tiền nó mua thì cũng dở. Có trường hợp đấy xảy ra đấy, những lúc mà nóng bỏng các thứ nhiều khi họ cũng chẳng có tiền họ mua cho mình, mà lúc đấy mình lại cần tiền mua vàng nhẫn, gặp rất rủi ro ở chỗ đấy, sợ lắm. Bây giờ mình đang cần tiền nhá, thế nhưng mà gì, mình mang ra mình bảo họ là ông mua lại cho tôi cái này, thế nhưng mà họ bảo là tôi không có tiền, tôi chưa đủ, tôi trong quỹ của tôi chưa có tiền nên tôi chưa lấy lại cho ông, thế là chết dở rồi đúng không? Lúc đấy mình không lấy được tiền về, nguy hiểm chỗ đấy đúng không? Nhưng mà cái SJC ấy thì lại khác, là mình mang đi đâu mình bán được đấy. Hoặc là có một cái điểm nữa như này này, là nếu mình không muốn bán đúng không, tại vì mình sợ cái biên độ chênh lệch giá, cái chênh lệch giá của nó cao quá, mà lúc đấy mình lại cần tiền. Ví dụ như Hòa bây giờ là Hòa đang cần tiền nhưng mà Hòa không muốn bán SJC, thì theo mọi người Hòa sẽ làm nào? Mọi người thì comment xem nào.
Đấy, đúng rồi đấy. Có anh Hòa với có chị Dung Mai nói đúng rồi đấy, là thế chấp vàng đấy, thế chấp vàng để vay ngân hàng. Tức là nếu mình cần thời gian ngắn thôi, một hai vài ngày thôi, thì mình thế chấp, mình vay cầm cố, mình chịu lãi thôi. Đấy, thì ở ngân hàng nó có cái tiện đấy, mình ở ngân hàng mình vay luôn ở đấy, nó tiện đúng không anh chị? Mình cần ngắn hoặc là mình làm một cái không thì mình làm một cái phương án là thấu chi luôn, tức là mình để thanh khoản tiền đúng không? Thì bây giờ mình làm thấu chi luôn sẵn đi, là một khoản vay thấu chi. Thấu chi có tài sản đảm bảo, tức là mình tạo thanh khoản tiền cho mình thôi, mình không muốn bán nhưng mình lại thế chấp vàng để mình làm hồ sơ thấu chi. Đấy, nó giống như anh chị có sổ đỏ ấy. Sau anh chị làm cái hồ sơ thấu chi để mà gì, gặp một một cái biến cố nào thì mình có tiền mình tiêu, gặp một cái cơ hội rủi ro nào mình có tiền mình đầu tư. Bởi vì là khi mà có cơ hội ấy, thì cái quan trọng nhất là cái thanh khoản tiền, tiền lúc nào phải sẵn sàng. Đấy, nếu anh chị mà đã khi mà đã đi tham gia vào cái thế giới là đầu tư tiền đẻ ra tiền rồi thì mọi người sẽ rất nhanh nhạy về cái này, cái cơ hội. Nó giống như bây giờ là bây giờ bán trái phiếu đúng không ạ? Hòa để ý là chỉ vèo cái buổi sáng cái là có người bán, là mình không mua thì không có cái lãi cao đấy. Nếu mình nhìn thấy cái là mình phải chuyển tiền về ngay mình mua luôn thì mới được cái lãi đấy. Vì có người đang rất cần tiền thì lúc đấy là mình bỏ vào ngay. Thì luôn luôn anh chị ạ, là phải tạo thanh khoản tiền cho mình là nằm ở cái chỗ đó đấy. Thì vàng nó giúp mình được cái việc đấy. Đấy, vừa là phòng vệ cho mình, vừa là tạo thanh khoản tiền cho mình, vừa lại đem lại cái lợi nhuận nó tốt hơn, bình quân là tốt hơn tiết kiệm ngân hàng. Đấy, thế là tốt rồi đúng không? Hiện tại ấy, thì là gửi ở ngân hàng ấy, ví dụ như Hòa đang gửi ở ngân hàng ấy thì họ sẽ tính phí phí giữ hộ. Đây để Hòa đọc cho mọi người nhé, chốc nữa Hòa gửi vào trong trong nhóm cho mọi người, cho anh chị. Phí giữ hộ vàng này thì họ giữ tại quầy giao dịch là 1.000 đồng trên một chỉ trên một tháng, 1.000 đồng tức là 10.000 đồng trên một lượng đấy, đấy trên một tháng. Nhưng mà ở đây lại có cái mức là tối thiểu là 30.000 đồng, 30.000 đồng một tháng giữ một gửi một cây đi ạ, gửi một cây. Ngày trước ấy là họ có cái e-bank cơ, tức là gửi online ấy, gửi online thì nó rẻ hơn, gửi online có 10.000 đồng thôi. Nhưng đợt này ông Tiên Phong Bank thì ông đang làm lại hệ thống hay sao ấy, trước Hòa nhớ là còn mua online được cơ, mua vàng online gửi để luôn, như kiểu là mua, như kiểu là mình mua cổ phiếu ấy, là mình mua xong mình để đấy. Nếu mà rút vàng gửi mà giữ hộ mà bán lại cho Tiên Phong Bank luôn ấy, thì họ sẽ tính nó sẽ thấp hơn đấy, nó rẻ hơn. Tức là mình lúc mình bán ấy, mình bán lại cho họ luôn thì lúc đấy thì họ sẽ chỉ tính là 200 đồng trên một chỉ ở cái tháng cuối cùng thôi, thì nó sẽ rẻ hơn một chút ở cái tháng cuối. Cũng hơi dài lằng nhằng nhiều trường hợp. Đại loại là mọi người cứ hình dung là gì? Tối đa là 30.000 một lượng. Tối đa là 30.000 một lượng. Đấy, nếu mình mua 3 lượng thì nó sẽ rẻ hơn. 3 lượng thì cũng 30.000 mà một lượng cũng 30.000. Đúng không? 3 lượng cũng 30.000 mà một lượng cũng 30.000. Thế thì nếu mà mình mua nhiều thì nó sẽ ấy hơn, sẽ tối ưu hơn đúng không? Từ 3 lượng trở lên. Cứ mua từ 3 lượng trở lên thì nó sẽ tối ưu hơn. Nếu mà ai mua vàng từ cách đây khoảng 2 năm thì lời sẽ cao. Trong khoảng cách đây từ nếu cứ mua liên tục trong khoảng cách đây từ 2 năm thì lời sẽ cao. Lời phải lên đến bao nhiêu phần trăm nhỉ? Phải 70-80%. 70-80%.
bình quân mỗi năm là cũng được khoảng độ hơn 30% nhỉ anh chị nhỉ? Đúng không? Hòa nhớ là hồi đấy Hòa mua từ 44, cũng được 50 mấy%, 54%. Đấy là giá 68, còn nếu mà giá 75 hôm trước thì còn cao nữa đúng không ạ? Tùy đúng không? Khoảng độ 50 đến 70% trong khoảng 2 năm. Nhưng mà có lẽ là hai cái năm biến động này nó mới lên như thế thôi. Chứ còn có một cái thời gian dài là nó cứ chững từ 30 đến 40 ấy. Đấy, từ cái thời năm 2015 đến 2020 Hòa nhớ là nó chỉ loanh quanh từ 30 đến 40, nó quanh quẩn đấy mãi. Nên là có khi để đấy nó cũng chẳng có lợi gì. Nếu mà mình nhìn vào lãi. Nên là khi mà anh chị tích lũy thì tốt nhất là giữ vàng, là mình không để ý đến cái lãi nhiều. Mình giữ đấy thôi. Nó như kiểu là mình giữ một cái tài sản vậy ạ. Thay vì mình giữ tiền thì mình giữ tài sản. Mình bỏ sang vàng là mình không tiêu đâu. Chứ mình cứ để tiền, ví dụ như Hòa để 60 triệu trên tài khoản ngân hàng thì chắc chắn sẽ tiêu. Thế nhưng mà mua 60 triệu sang vàng thì sẽ không tiêu nữa. Thì cái đấy Hòa thấy nó là cái hay ở đấy. Chưa nói đến việc là nó đẻ ra tiền cho mình bao nhiêu, nhưng ít nhất là mình giữ được tiền đấy ạ. Đấy, cái khó nhất là làm ra tiền và giữ được tiền ở chỗ đấy. Chị Mít Nguyễn ơi, vàng mà mình mua của ngân hàng rồi gửi giữ hộ mình thì mình bán online khi cần được luôn không ấy? Thì là hiện tại nhé, hiện tại thì bây giờ là như của bên Tiên Phong Bank thì không làm được, nhưng mà có một bên làm được, đó là bên Sacombank. Sacom Gold hay gọi là SB Gold đây, mua online được và bán online được anh chị ạ. Đây có cái trang này S Gold gọi SBG này, đây cái trang này. Tí Hòa sẽ để cái link ở dưới phần mô tả nhé, để cho mọi người mở tài khoản online nhé. Mọi người đăng ký đây này, đấy thì mọi người cứ kích vào cái link ở dưới phần mô tả thì mọi người mở được một cái tài khoản này. Sau đấy thì mọi người có thể mua SJC này, hoặc mua của Sacom Bank luôn, đúng không ạ? Và mua của SBG. Thì đây là cái vàng nhẫn này, đúng không ạ? Vàng này là vàng mà nhảy theo giá của thế giới này. Còn đây là vàng SJC, là vàng chuẩn quốc gia này. Đấy thì mình có thể mua một trong hai, và nó mua thì hoàn toàn online thôi. Dễ lắm mọi người ạ. Đặt mua xong là chuyển khoản vào đấy, thế là nó tự động nó kích hoạt cho tự động kích hoạt cho mình đó. Thì cái này thì em làm được, cái này thì em làm được là mua online xong bán online luôn. Có một cái thằng nữa, đây là chính là thằng Doji, là cái Egon đấy. Nhưng mà Egon thì nó lại không có SJC đây mọi người nhá. Đây nếu ví dụ như chúng ta muốn mua vàng đúng không, chúng ta muốn mua vàng thì ở đây anh chị thấy có Âu Vàng Phúc Long Lộc Phát Tài Hưng Thịnh Vượng Kim Dần Chiêu Tài và Kim Dần Phát Lộc. Đấy, nó lại toàn vàng của Doji thôi. Hòa chưa thấy nó xuất hiện cái vàng SJC, nên là mình mua ở trên này thì mình không mua được SJC đâu. Nếu mà anh chị tích lũy SJC thì anh chị về sang cái bên này. Đấy. Tí nữa Hòa để cái link ở phần mô tả thì mọi người, nếu mà mọi người muốn trải nghiệm thì mọi người trải nghiệm. Nó cũng hay. Mình mua bây giờ giá nó đang là 68 đúng không? Nó cũng đang chững này lúc này. Thực ra thì tức là kỳ vọng của bản thân Hòa thì nó sẽ, tức là nó phải lên đến khoảng 80-200%, tức là mình kỳ vọng thế thôi. Còn diễn biến nó như thế nào thì cũng không biết được. Nhưng kỳ vọng là như vậy. Nên cứ giữ thôi, cứ để đấy. Cũng chẳng bán, cũng chẳng cần tiền thì cứ mình gọi là mình phân bổ tài sản đấy. Chứ cũng không cho hết vào cổ phiếu, cũng chẳng cho hết vào trái phiếu, cũng chẳng cho hết vào một kênh nào đấy, thì mình cứ chia nó ra mỗi kênh một phần. Nên là thế Hòa mới cảm nhận thấy là lúc thị trường cổ phiếu nó giảm giá, nó giảm NAV của mình thì cái vàng nó lại tăng, thì tổng NAV của mình nó lại không thay đổi anh chị ạ. Nó có một cái khác nó kéo lên cho mình. Thế là mình hàng năm là mình cứ tăng cái NAV đều từng chậm thôi. Ở đây anh chị nào mà chưa biết NAV ấy, thì xem trên YouTube nhé, hôm trước Hòa có giải thích rồi đấy ạ. Đấy chính là giá trị tài sản của mình đấy, tổng giá trị tài sản ròng của mình. Để cá nhân phải dùng cái đấy, và mục tiêu của chúng ta là phải dùng đến cái xác định cái NAV đấy, chứ đừng quy đổi ra tiền mà phải quy đổi ra tài sản, tập trung và nhìn vào tài sản của mình đấy. Chị Thủy ở đề phòng thân chị mua toàn đô la an toàn,
nhờ ngân hàng giữ miễn phí. Và cũng được ạ. Thì thực ra đô la nó cũng tăng giá mà. Đấy. Hiện tại thì bọn em thì chơi một bài còn rủi ro hơn. Tức là mình vẫn chơi đô la, nhưng mà mình mua tài sản ở nước ngoài. Đấy, mua cổ phiếu hay mua quỹ vàng các thứ ở nước ngoài. Nhưng mà nó quy đổi bằng đô la, mình giữ đô la ở nước ngoài. Chứ mình không để đô la. Ở Việt Nam thì đô la thì là gửi ngân hàng các thứ thì mình cầm mình thanh toán. Nhưng mà em thấy ví dụ như này nhá. Nếu mà không may có những cái rủi ro về chính trị chẳng hạn, như kiểu Ukraine với cả Nga chẳng hạn, thì bây giờ mình sang nước ngoài bằng cách nào? Mình để mình sang được, không thể cầm đô sang nước ngoài được, đúng không? Cầm sao được? Không ăn được cái gì đi. Thì chỉ có hai thứ ra được nước ngoài mà có tiền thôi. Một là tiền điện tử, đúng không? Hai là tiền ở ví điện tử ở nước ngoài. Chỉ có hai cái đấy thôi. Đấy. Thế còn nếu mình cầm đô ở Việt Nam thì mình chỉ dùng ở trong nước thôi. Thì nó cũng chẳng khác gì là cái tiền Việt cả. Thế nhưng mà mình sẽ giữ được giá, mình giữ được giá của nó. Để được cầm đô la thì tiền đô la mạnh hơn tiền Việt thì mình giữ được giá và nó tăng trưởng giá, nhưng tăng trưởng chậm hơn thôi. Em nghĩ đấy cũng là một cách tốt để mình giữ thanh khoản tiền cho mình. Giá bán vàng của ngân hàng có khác với tiệm vàng nhiều không bạn Hòa? Chị Thắm ơi, cái giá bán vàng ấy của ngân hàng ấy với tiệm vàng ấy, thì ngân hàng nó chỉ được bán SJC thôi nhé. Thì lúc nãy em có chia sẻ là cái mức độ chênh của giá vàng ở trong ngân hàng và ở tiệm vàng ấy là nó chỉ chênh nhau khoảng độ 50-100 nghìn thôi trên một lượng nhé. À, nó rất là ít, nó không nhiều đâu, tùy thời điểm. Hôm trước thì Hòa có thử mua ở bên Tiên Phong Banh, lúc đấy mình check luôn là xem cái giá mà tại thời điểm mình mua ở ngân hàng với cái bảng giá vàng của SJC nó đang update ở trên web thì nó chênh lệch nhau nhiều không. Thì lúc đấy thì Hòa chỉ thấy nó chênh khoảng 50.000 thôi. Đấy, thì có thể là gì? Có thể là hệ thống update chậm hay như thế nào, hoặc là do bên bán thì nó chênh giá. Đấy, hoặc Tiên Phong Banh thì nó giảm giá. Thì lúc đấy là Hòa thấy là mình mua đang rẻ hơn một chút. Thì có thể là mình không rõ này, nhưng mà về cơ bản là cái biên độ chênh nó thấp đó. Nó không lệch nhiều. Nên Hòa nghĩ cái đấy nó không là vấn đề lắm đâu. Chị Mít Nguyễn hỏi là mua đô la ở ngân hàng có dễ không Hòa? Mua đô la ở ngân hàng ấy là mình mua là phải có mục đích, chứ không phải là mình cứ thích thì mình mua đâu. Mục đích mua đô la để làm gì? Tại vì ngân hàng nhà nước họ quản lý mục đích sử dụng tiền. Đấy. Nếu mà chị muốn mua đô la thì chị chỉ có ra chợ đen, ra phố số 8 Hà Trung, phố Hà Trung thì mua để cầm đô la. Chứ ra ngân hàng thì không bán đâu, không bán đâu. Trừ khi là có con du học ở nước ngoài hay mua cái gì đấy sang nước ngoài hay đầu tư mà phải có quyết định phê duyệt của chính phủ mọi thứ, nhưng mà thấy lằng nhằng lắm. Nên tốt nhất là muốn giữ đô la ấy thì là ra ấy thôi. Ra cửa hàng, ra mua tự do, thị trường chợ đen thôi. Bạn bác Hoàng Vũ Nguyễn hỏi là mình staking đô la trên Crypto, đúng rồi. Chính xác. Cách để giữ tiền bên đấy thì mình giữ được đô la ở trên đấy, nó biến ít biến động nhất, và đi đâu cũng thích mang đô la đi bao nhiêu ra nước ngoài được, chuyển tiền Việt xong chuyển sang đô la xong sang nước ngoài rút đô về bao nhiêu cũng được. Đấy, cách cầm ngoại tệ ra nước ngoài là bây giờ là tại sao là cái ví điện, cái Bitcoin ấy, cái tiền điện tử nó phát triển cũng là một vì như thế đấy, là cầm tiền ra nước ngoài một cách tự do. Ngày trước bây giờ mang vài chục nghìn đô mang lên sân bay nó cấm cửa ngay, bây giờ chẳng cần, chỉ cứ đi không cũng được, ra nước ngoài thì có tiền. Mình có tài khoản ngân hàng nước ngoài Citibank, HSBC, Standard, mình bỏ tiền vào đấy rồi ra nước ngoài mình giúp được không anh Hòa? Không em ơi, em có tiền Việt Nam cái gì xong rồi em ra ngân hàng nước ngoài em rút, đúng không? Không được nha, tại vì hai pháp nhân khác nhau. Anh ví dụ mình bán mình
bán mình đổi từ tiền Việt sang tiền đô anh, xong rồi mình có sẵn những cái tài khoản trong các ngân hàng nước ngoài như vậy rồi thì có được không ạ? Không. Ngân hàng Sen Trạc hay là HBC họ phải có pháp nhân ở Việt Nam, họ kinh doanh ở Việt Nam và tài khoản của họ là tài khoản ở Việt Nam. Nó không phải là nó thông với tài khoản quốc tế đâu. Em cái tài cái ngân hàng này, những ngân hàng này là ngân hàng nước ngoài nhưng nó chẳng khác gì những ngân hàng Việt Nam cả. Trong cái việc là giao dịch chuyển tiền các thứ ra không được. Đấy. Bây giờ có cái giao dịch đô ra nước ngoài thì cách là một là gì? Là mình qua tiền điện tử. Hai là gì? Hai là mình dùng mà ví điện tử. Đấy, PayPal ấy. Hay mấy cái ví ở nước ngoài thì mình dùng được. Và mình mua ngoại tệ ở mình mua ngoại tệ ở trên thị trường. Nó bán ví cho mình thì mình ra mình cầm như thế thôi. Đấy, mình trả tiền, tức là họ có những cái đối tác ở nước ngoài họ bán trên đấy. Xong là mình trả tiền ở Việt Nam thế thôi. Thì mình làm được. Bạn Hữu Cương hỏi là em cảm tưởng mình mua vàng ở các cửa hiệu vàng bị họ ép giá và thường thấp hơn so với giá cập nhật trên thị trường anh ạ. Anh có thấy khả năng thanh khoản thường hay bị động hơn so với tiền mặt không ạ? Khi mà mua vàng, chính là mua vàng ở các cửa hàng vàng ấy, lúc mà nóng hỏng, nóng bỏng ấy, thì lúc đấy là đúng là cũng căng thẳng đấy. Cũng bị ép giá đấy. Có. Nếu mà mọi người mà anh chị nào mà mua lớn ấy, hàng chục cây trở lên ấy, thì cứ bảo hoài nhé. Tức là họ có cửa sau cơ. Mình tức là lúc này mình trao đổi hẳn với cục giám đốc công ty vàng luôn ấy. Đấy. Thì nhiều khi là mình bán được giá tốt. Bây giờ anh chị bán với cái giá ở trên bảng điện tử ấy, nó chênh cái 3 triệu thì chết dở, đúng không? Chênh nhiều quá. Thì bây giờ mình check in, mình chết đinh thì mình phải sát hai giá, nó phải sát nhau, đúng không? Chứ còn mua một vài cây thì người ta không ấy thế đâu. Người ta sẽ niêm yết ở đấy. Đấy, tôi đang niêm yết đấy, nó chênh như thế. Ông mua thì mua, ông bán thì bán. Còn nhưng mà khi với số lượng lớn, như kiểu là người ta gọi là mua buôn ấy, đấy, mua buôn rồi ấy, thì nó khác. Cái giá nhập buôn nó khác với giá nhập lẻ. Nên là mình nhỏ lẻ thì thôi, mình không thể chơi lướt lướt sóng được là như thế. Chỉ có đội buôn thôi, họ lướt. Nên là mình cứ cầm mình giữ cho an toàn anh chị ạ. Cầm mình giữ mình vì mục tiêu khác thôi. Vì mục tiêu giữ tiền, vì mục tiêu thanh khoản của mình để mình dùng thôi. Chứ không phải vì mục tiêu là mình kiếm lời từ lướt vàng. Kiếm lời từ lướt vàng em Hòa thấy là khó lắm. Ở Việt Nam khó lắm, nhất là nhỏ lẻ. Tốt nhất là không lên. Ok, như vậy là Hòa cũng gọi là chia sẻ một chút cái kinh nghiệm trong quá trình mà giao dịch tích lũy vàng thời gian vừa qua với tất cả anh chị và các bạn. Thì mọi người có thêm câu hỏi gì có thể comment ở đây nhé. Cái video này Hòa sẽ up lại lên ở trên YouTube. Ở đây thì là mua vàng thì đấy, có một vài công ty mua online đấy. Edgold hay là Sark Doji, mọi người mua online, tích lũy online. À, trên thị trường bây giờ nó còn có cái ông gì nhỉ? Mấy cái ông fintech đúng không? Anh chị thấy có mấy cái ông fintech đấy. Thực ra fintech mà họ bán vàng ấy, như Finhai các thứ họ bán vàng ấy đúng không? Thì cái đội đấy là chỉ là hợp tác kinh doanh thôi. Tức là họ mình hợp tác với họ chứ không phải là mình sở hữu vàng đâu nhá. Đấy, mình phải xác định rõ như thế, tức là mình ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ông ấy mua vàng ông giữ, xong là ông ký hợp đồng với mình. Lời thì mình hưởng. Thì cái này Hòa thấy nó rất phù hợp với các bạn trẻ. Các bạn có vài trăm nghìn hay vài chục nghìn ấy, các bạn tích lũy như thế dần dần thì mang tính chất là học tập và tích lũy thì rất phù hợp. Nhưng mà nếu mà anh chị nào mà đang đầu tư hàng chỉ hay hàng lượng trở lên rồi thì mình lên cân đối lại. Tốt nhất là mình mua mình sở hữu tốt hơn. Nếu mà mua chỉ thì mua về mang về giữ trước. Và đấy ví dụ mình để từ 3 lượng trở lên thì mình gửi lại thì hay nhất. Thì là cái phí nó rẻ. Phí nó rẻ nhất. Đấy, mình tối ưu được chi phí. Còn gửi một chỉ mà cũng mất tới 30.000 thì hơi tốn kém đúng không ạ? Nếu mà mọi người không có trao đổi gì thêm ý, thì Hòa xin phép dừng buổi hôm nay ở đây nhé. Thì có gì thứ năm Hòa sẽ trao đổi về cái trái phiếu nó kỹ hơn nhé. Đấy, nói về cái lãi suất của cái trái phiếu ấy, để cho
các anh chị và các bác nắm rõ được. Hôm trước là hỏi là trao đổi về giá bán thôi, buổi tới thì nói chuyện về lãi suất ạ, để nắm hiểu sâu hiểu sắc hơn về cái lãi suất của trái phiếu đấy, để khi mà anh chị đầu tư ở trên thị trường hay là ở TCB thì mình cũng hiểu rõ về nó các bác nhá. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Xin chào mọi người ạ. Xin chào các bạn.